Good morning, America! Good morning, everybody! Good morning! Xin nhà kính gửi lời chào đến tất cả quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em. Dạ, không có lâu lắm đâu, Phương, Nguyễn. Tại vì nãy giờ xin nhà đang chuẩn bị rất là nhiều những thông tin vui, thật là vui cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ hai mà chúng ta sống trong niềm vui. Trời, không biết quý vị có giống xin nhà hay không? Nhưng mà xin nhà bây giờ mỗi sáng thức dậy, quý vị là trong đầu mình tự nhiên mình nghĩ tới Donald Trump là tổng thống của nước Mỹ 4 năm tới. Trời ơi, tự nhiên nó vui, thật là vui. Và quý vị ơi, cho Sunya xin một số một để Sunya chắc chắn là cái microphone này đây của Sunya sáng nay nghe rõ hả quý vị hả? Cho Sunya xin một số một nha. Yes. Sunya sắp có được cái microphone mới rồi quý vị. Sunya nếu mà cái microphone này Sunya nghĩ là quý vị nghe cũng rõ đúng không ạ? Nhưng mà Sunya sẽ có nhiều microphone tại vì Sunya mua tùm lum tà la hết trơn, quý vị không biết cái nào mà tốt hết. Yes, cho nên là ngày hôm nay là ngày thứ hai mà tất cả chúng ta được sống trong một cái tương lai rạng ngời luôn quý vị, vinh quang của nước Mỹ và cả thế giới luôn. Và một trong những thông tin mà Sunya gửi đến quý vị ngay lập tức ngày hôm nay thôi. Thank you, cảm ơn tất cả quý vị. Thank you Kevin, Tiểu Bảo, Biên Hồ, Nga Nguyễn, Mỹ Lê, Trang và Hoa Liên Trần. Vâng, quý vị, xin nhớ có đọc bình luận quý vị mà quý vị viết nhanh quá, nó chạy lẹo. Xin nhớ không đọc kịp. Thank you anh Trần, good morning. Sáng nay là trước khi mà chúng ta bắt đầu là chúng ta phải vô một xỉ quý vị. Yeah, mình ăn mừng chiến thắng tiếp tục nữa. Xin nhớ uống nước thôi quý vị, sáng xin nhớ uống nước, nước nóng. Và đây là những giọt nước, tạm gọi là giọt nước mắt ăn mừng của tất cả chúng ta, những giọt nước mắt vui mừng. Xin nhớ biết một số đông quý vị chắc khóc nhiều lắm đúng không ạ? Vâng, chúng ta khóc bên này vui chứ còn bên kia họ đang khóc nức nở quý vị ơi, chuẩn bị cuốn gói ra đi khỏi nước Mỹ. Không biết những lời hứa hẹn từ năm 2016 cho đến nay, không biết năm nay một số những người Việt Nam của chúng ta, những người hứa hẹn là ông Trump ổng mà thắng là tôi sẽ đi qua Canada, tôi sẽ rời khỏi nước Mỹ. Thôi thì để Sunya phụ dọn hành lý đi, tiễn đi, tiễn anh lên đường. Ok quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên cho Sunya thông báo, quý vị ơi, Sunya ngày hôm qua đã book được, có được vé để đi đến Washington DC trong ngày mà Tổng thống Donald Trump của chúng ta chính thức nhậm chức và trở thành vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì khi mà Sunya tìm kiếm hotel, là khách sạn đó quý vị, ở chung quanh cái nơi sẽ diễn ra cái ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Trump, thì những cái khách sạn ở chung quanh không còn nữa. Xin nhà muốn thông báo với quý vị là bởi vì nhưng quý vị biết rằng là ở ngay tại Washington DC không chúng ta không ai biết là Tổng thống Trump chiến thắng đúng không ạ? Nhưng mà không thể nào tin nổi là chỉ trong vòng 2 ngày thôi quý vị, thì những khách sạn và ngay cả vé máy bay bây giờ chắc cũng không còn. Xin nhà mong là còn để cho quý vị có thể đến tham dự. Và một số quý vị hỏi Sunya là cái sân bay nằm ở đâu đúng không ạ? Để mà đi đến thì Sunya để cho quý vị đây là cái sân bay để mà quý vị có thể đến. Cho Sunya một phút. I'm so sorry. Give me one second. Okay. Ok, đây là cái sân bay mà quý vị có thể đến để tham dự, đó chính là sân bay của Ronald Reagan Washington National Airport. Thì khi mà quý vị đến đây á quý vị, nó gần nhất đây là cái sân bay hạ cánh ở ngay tại thủ đô Washington DC để tham dự buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ hai, ngày 20 tây tháng 1 năm 2025. Thì khi mà quý vị mua vé máy bay thì quý vị nhớ đến mình, nó viết tắt đó là DCA, cái chữ DCA á quý vị. Jack Lum, yeah, thank you, I love everybody. Yes quý vị, cái sân bay là Ronald Reagan Washington National Airport. Và quý vị, khi mà quý vị đến cái sân bay này thì quý vị có thể thấy là sân bay nó nằm ở dưới đây nè quý vị. Đó, cái sân bay nó nằm ở dưới đây, nhưng mà cái tòa Bạch Ốc có quý vị và điện Capitol thì nó nằm ở trên đây, nó không có xa lắm đâu. Xin nhắc chia sẻ với quý vị. Vâng, quý vị thấy không ạ? Thì cái sân bay với lại cái tòa Bạch Ốc đó quý vị thấy là Capitol Hill, Ronald Reagan Washington National Airport nha quý vị. Thì nó gọi tắt là DCA. Yes. Và còn hotel, quý vị ơi, quý vị mà hotel mà chung quanh cái khu này thôi nè, chung quanh cái Washington đó, là không còn, cái phạm vi khoảng chừng 5 km là hotel không còn nữa quý vị. Unbelievable.
Trời ơi, Xuyên không thể nào tin nổi là hotel người ta book đầy hết luôn rồi. Quý vị ơi, ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, của tất cả chúng ta trở thành Tổng thống thứ 47 của đất nước Hoa Kỳ là một ngày có thể nói trong lịch sử nước Mỹ và cả thế giới chúng ta sẽ không có được ngày này nữa. Cho nên quý vị hãy đến chung vui cùng với lại Xuân Nha. Chúng ta sẽ đến mang cờ, mang nón, mang áo, tất cả mọi thứ để chúng ta có thể tận hưởng được trọn vẹn cái niềm vui. Và quý vị nào ở nơi xa xôi, Xuân Nha cũng sẽ mang quý vị đi cùng với lại Xuân Nha. Xuân Nha sẽ livestream cho quý vị như là năm ngày 20 tây tháng 1 năm 2021. Nhưng giờ đây chúng ta trở lại là cho sự vinh quang, cho sự vĩ đại của nước Mỹ. Bởi vì 4 năm trời chờ đợi của chúng ta, cuối cùng thì chúng ta đã được toàn vẹn rồi quý vị. Chúng ta đã được Thiên Chúa ơn trên và Đức Phật đã đáp đền đáp đáp lại cái lời cầu nguyện của tất cả chúng ta. Sư nha, quý vị ơi, sư nha hạnh phúc vô cùng luôn. Sáng ngày hôm nay sư nha vẫn còn tinh thần chiến thắng. Yeah, fight fight fight. Bây giờ là lúc chúng ta còn phải fight mạnh mẽ hơn nữa quý vị. Mở đầu chương trình ngày hôm nay một thông tin vui quá xa là vui. Hôm nay toàn tin vui mà thôi quý vị, kể từ ngày Tổng thống Donald Trump giành được chiến thắng thì mình chỉ có tin vui thôi. Yes, đó là tin Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay đã chiến thắng được ở ngay tại tiểu bang Arizona. Vâng quý vị, Arizona, Tổng thống Trump đã giành được chiến thắng vào sáng ngày hôm nay, và chúng ta mới vừa biết được thôi. Và Tổng thống Trump cộng lại những lá phiếu đại cử tri thì ngài đã có tổng cộng 312 phiếu quý vị, 312 phiếu, trong khi ở ngay tại Arizona Tổng thống Trump cộng thêm thì cũng không cần thiết tại vì thắng rồi quý vị. Nhưng mà chỉ có điều là quý vị có thể nhìn thấy bà Kamala được 226 phiếu, còn Tổng thống Donald Trump hiện nay đã được 312, dù chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để có thể 270 phiếu đại cử tri để có thể chiến thắng. Thank you Hùng Nguyễn, I love you, thank you, I love you all. Vâng quý vị, ở sinh nhật hôm nay sẽ không có nấu trứng nữa bởi vì chúng ta chiến thắng rồi và không làm khét cái nồi. Và quý vị ơi, trong cái ngày bầu cử, không biết quý vị có để ý hay không, là tất cả những tiểu bang chiến địa quan trọng, bốn cái tiểu bang chiến địa quan trọng của quý vị là hầu như là họ không có chờ đợi mỏi mòn để mà kiểm đếm phiếu. Và nhất là ở ngay tại tiểu bang Arizona, họ không có nói là 4 ngày sau mà chỉ 2 ngày sau mà thôi. Và những tiểu bang như là Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Georgia là những tiểu bang quý vị còn nhớ năm 2020 thì họ phải đếm mỏi mòn những lá phiếu gửi qua bưu điện. Nhưng mà trong ngày bầu cử vào lúc 12 giờ khuya thì tất cả những lá phiếu đều được đếm sạch sành xanh hết luôn quý vị, là không còn một cái lá phiếu nào, và họ tuyên bố là Donald Trump giành được chiến thắng luôn. Và một trong những thông tin vui khác nữa ngày hôm nay mà Xuân Nha gửi đến quý vị đó chính là, quý vị còn nhớ đây, hai cái mặt móc này đây để Xuân Nha bỏ lên hình cho quý vị. Quý vị nào đang ăn thì xin quý vị cẩn thận nha quý vị, tại cái mặt móc của cái ông này đây là chúng ta hoàn toàn không thích. Vâng, đó chính là ông biện lý quận của Manhattan ở ngay tại New York City, đó là Alvin Bragg, Cộng sản Dân chủ, ông biện lý quận này đây. Và cộng thêm đó chính là cái ông thẩm phán Juan Merchan. Đây xin nha cho quý vị xem luôn cái mặt của ổng. Đấy. Juan Merchan, một thông tin rất là vui mà chúng ta mới vừa biết được sáng ngày hôm nay liên quan đến hai nhân vật này đây mà CNN đã đưa tin cho tất cả chúng ta. Đấy, hãy để cái mặt của CNN cho quý vị nhìn thấy. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta biết được thông tin này vui vô cùng luôn quý vị. Đó chính là ông thẩm phán Juan Merchan. Ông đã đang chuẩn bị hồ sơ để mà hủy bỏ cái vụ kiện vụ án của Tổng thống Donald Trump mà bọn chúng chuẩn bị để mà tuyên án Tổng thống Trump. Quý vị còn nhớ không ạ? Để Xuân Nha chia sẻ với quý vị tin tức mà chúng ta mới vừa biết được cách đây một tiếng đồng hồ từ trang Gateway Pundit đưa tin ngày 7 tây tháng 11. Cuộc săn lùng phù thủy của biện lý quận Manhattan Alvin Bragg chống lại Tổng thống Donald Trump có thể sắp sụp đổ. Thẩm phán Cộng sản Dân chủ Juan Merchan, người chủ trì vụ án, được cho là đang xem xét lại bản án sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Và quay trở lại tháng 4 năm 2023, thì biện lý quận Cộng sản Dân chủ Alvin Bragg cũng đã truy tố Tổng thống Donald Trump về 34 tội danh trọng tội liên quan đến cáo buộc trả tiền bịt miệng cho bà Stormy Daniels. Những cáo buộc này đáng lẽ phải được phân loại là hành vi phạm tội nhẹ, nhưng đã được nâng lên thành trọng tội nhằm lách luật, một hành động cho thấy là sự tuyệt vọng và thao túng của bộ máy đảng Cộng sản Dân chủ. Vâng, quý vị ơi, quý vị thấy là
giờ đây thì bọn chúng rất là buồn, quý vị, buồn mà những gương mặt mà không thể nào nói nên lời sau chiến thắng của Donald Trump. Rồi bây giờ thì lại nhìn thấy được là tổng thống Donald Trump của chúng ta không còn bị phán xét nữa, quý vị, không còn bị mang ra phán xét nữa. Vâng. Quý vị thấy là bọn chúng tấn công tới tấp Tổng thống Trump, biết bao nhiêu cái bản cáo trạng, biết bao nhiêu cái vụ kiện tụng vớ vẩn 30 năm trước, 4 năm trước đâu, mấy bà kia bay ra nói ông Trump tấn công tôi đủ thứ hết. Giờ đây thì quý vị thấy là trời ơi, sự thật lúc nào cũng được tôn vinh hết trơn, quý vị, sự thật lúc nào cũng được phơi bày ra ánh sáng. Và tất cả chúng ta một lần nữa, Xuân Nha rất là yêu thương quý vị và cảm phục tất cả quý vị nào ngày hôm nay vẫn ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Chúng ta là những người chân chính, chúng ta là những người không dễ bị lung lay, không dễ bị điều khiển cái bộ não của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta là những người dễ dàng tin tưởng vào những truyền thông báo chí tinh vịt thì chắc chắn một điều luôn quý vị, là chúng ta sẽ không ủng hộ Donald Trump. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không ngồi đây để mà ăn mừng chiến thắng, đúng không ạ? Vâng, đây là một trong những ngày vui mừng nhất mà chúng ta phải vui mừng lên quý vị. Vâng, ngày hôm nay khi mà biết được Donald Trump giành được chiến thắng, đã 4 ngày trôi qua, mới có 2 ngày thôi, 2 ngày trôi qua nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn mừng chiến thắng của Donald Trump, vị tổng thống 40 năm và soon to be 47. Yeah! Yeah, 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 yeah! Quý vị nào đang ngủ sáng nay giờ California thức dậy đây, 8 giờ 26 phút rồi. Đừng có ngủ nữa, đất nước của chúng ta đã lấy lại được rồi. Chúng ta đã lấy lại được nước Mỹ, chúng ta đã lấy lại được thế giới, chúng ta sẽ không còn chiến tranh đổ máu gì nữa hết quý vị. Vâng, và đây là những rồi ngày hôm nay sáng nay thức dậy, Xuân Nha cũng cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn đời, cảm ơn mọi thứ đã đưa Donald Trump trở lại cờ Bạch Ốc. Yeah. Vui thật là vui. Ok, quý vị, bây giờ Xuân Nha có một thông tin khác mình muốn gửi đến quý vị. Đó chính là tối ngày hôm qua, mình nói tới cái phía bên kia quý vị, rất là mệt mỏi. Xuân Nha không muốn nói đến phía bên kia, nhưng mà thôi, mình cũng nói đến bên kia chút xíu. Đó là việc bọn chúng đã kéo nhau đi đến cái tòa nhà của Tổng thống Trump để mà biểu tình. Trời ơi, cái đám này không có công ăn việc làm hay sao mà lại rảnh quá quý vị. Họ rất là rảnh rỗi để mà đi đến ngay tại cái hotel của Tổng thống Trump ở ngay tại Chicago để mà biểu tình. Vâng, quý vị có thể nhìn thấy đây, hình ảnh đây hả, đang đứng xếp hàng là đã đảo Trump đủ thứ hết. Và quý vị thấy đứng ngay trước cái hotel khách sạn của Tổng thống Trump luôn quý vị. Đây là hình ảnh vào tối ngày hôm qua đấy, của những thành phần mà ở không quá đi biểu tình ông Trump. Chẳng biết bà la gì mà bà la dữ quá. Quý vị biết là từ ngày để Xuân Nha bấm qua đây cho quý vị nhìn cho coi cho nó dễ. Quý vị biết là từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì những người mà ủng hộ Tổng thống Trump á quý vị, thì chúng ta vui mừng hết lớn, còn những cái phía bên kia thì họ, trời ơi, họ đau khổ vô cùng luôn quý vị. Bởi vì họ không biết làm sao, họ bị suy sụp tinh thần. Rồi trời ơi, có người cho Xuân Nha nhìn thấy còn cắt tóc nữa quý vị, xuống tóc. Trời ơi, tội nghiệp quá. Người xuống tóc, người thì khóc la thảm khóc. Rồi bây giờ cả đám này đây kéo nhau tới cái khách sạn của Tổng thống Trump ở ngay tại Chicago, để quê hương của ông Barack Hussein Obama, để mà biểu tình. Đấy, không biết, chẳng biết kêu la biểu tình gì. Tôi đòi quyền của tôi, hãy cho tôi quyền. Chẳng biết quyền gì luôn. Trời ơi, quý vị cho Xuân Nha biết rằng là 4 năm dưới thời của Donald Trump, quý vị bị mất cái quyền gì? Cái quyền gì mà Xuân Nha có mà quý vị không có? Những người mà đang hô hào, những người mà đang truyền tải những thông tin bất thiệt, không thông tin, không đúng sự thật. Những quý vị nào mà nói rằng là ông Trump mà lên tôi sẽ bị mất quyền, mấy người sẽ bị mất Social Security, sẽ bị mất tiền già, mất tiền này, mất tiền kia. Oh my goodness, oh please come on. Tell me which policy. Nói cho Xuân Nha biết cái policy nào mà Tổng thống Donald Trump làm cho quý vị bị mất quyền lợi. Nothing, nothing, zero,
không có cái quyền lợi nào mà Xu Nha và gia đình của Xu Nha có được dưới thời Donald Trump mà quý vị không có được hết. Quyền người phụ nữ chúng ta tất cả đều được có hết, quyền những người đồng giới, chuyển giới, đồng tính gì đó là đều có hết quý vị ơi. Quý vị đừng tin vào những cái lời nói của những thành phần mỹ dân, bởi vì 4 năm vừa qua đã quá đủ rồi. Nhưng mà Xu Nha muốn chia sẻ thêm nữa đó là 4 năm sắp tới đây, những quý vị nào vừa qua đi bỏ phiếu cho Kamala Harris thì quý vị phải trả tiền xăng cao, quý vị phải đi chợ trả bó rau là phải bắt trả gấp đôi nha quý vị. Còn chúng ta thì chừng nào mà giá xăng dầu rớt xuống chỉ còn 2-3 đô và mình đi mua bó rau chỉ còn có 20 xu, 20-30 xu, uống một ly cà phê, ly bô bà còn xuống khoảng 3-4 đô, một tô phở chỉ có 7-8 đô, được tới hai cái viên bò viên luôn quý vị. Chỗ bây giờ mình đi ăn phở mà Xu Nha thấy nhìn tô phở nó buồn ơi là buồn. Một cái tô phở bây giờ ở nhà Xu Nha không nói quá đâu quý vị, ở ngay tại Mỹ, Xu Nha biết là một số quý vị có khả năng để mà trả những tô phở 20 đô, 100 đô. Nhưng mà chúng ta người dân bình thường á, thì cái tô phở hiện nay quý vị ăn ở ngay tại Mỹ á quý vị, là chỉ có một tô phở nha, rồi khoảng chừng 4 miếng thịt, 4 lát thịt mà nó mỏng mà mình dơ lên mình nhìn xuyên qua được luôn. Rồi thêm vài ba cái miếng hành ngò, rồi mấy cọng một cọng rau nó rất là mỏng manh luôn quý vị, khoảng chừng 5 lá trên đó. Trời. Rồi cộng thêm vài ba miếng miếng giá nữa quý vị, rồi một miếng chanh 8 đô. Mà nếu mà quý vị muốn thêm bò viên nha là cộng thêm 1 đô. Vậy đó, rồi thêm thêm chén thịt hay là dĩa thịt nhỏ nhỏ ở bên cạnh là cộng thêm 5 đô. Cộng 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 lại là chúng ta cũng lên là 17 18 đô cho một cái tô phở mà bình thường. Cho nên thôi mình nhà mình nấu phở đi hả quý vị. Vâng, cô của Xu Nha nấu phở rất là ngon ở ngay tại Paris quý vị. Cho nên quý vị thấy đó là khi mà chúng ta có được Donald Trump trở lại thì tất cả cuộc sống mọi người vui vẻ. Tại vì sao? Tại vì giá phở xuống thấp, giá bô ba, tất cả mọi thứ xuống thấp thì mọi người vui mừng. Khi mà mình vui mừng thì mình sẽ chi tiền nhiều hơn. Và khi mà chi tiền nhiều hơn thì nền kinh tế ở ngay tại Hoa Kỳ nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và một điều quan trọng nhất nữa là hiện nay tất cả những công ty nào ở bên Trung Cộng, họ đang chuẩn bị cuốn gói đi về nước Mỹ này đây quý vị. Họ đang cuốn gói về nước Mỹ bởi vì đối với lại Donald Trump, chính sách đầu tiên đó là Made in USA. Made in America, những cái đồ ăn thức uống từ cái ly nước tất cả mọi thứ đều made in the USA hết quý vị, làm ngay tại Mỹ. Cho nên tất cả những công ty ở bên Trung Cộng mà họ muốn làm ăn với Trung Cộng, họ muốn làm cho nền kinh tế của Trung Cộng phát triển thì họ sẽ phải trả những cái giá tiền thuế bị Tổng thống Trump đánh mà tơi bời hoa lá hẹ như là những gì đã xảy ra vào năm 2016. Cho nên quý vị ơi, ngay cả ông Tập Cận Bình nữa quý vị, ông đã gửi ra thông điệp để mà chúc mừng cho Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua. Và Tập Cận Bình đã nói rằng là mong rằng là chúng ta có thể cùng nhau hợp tác để mà có một cái mối quan hệ chặt chẽ. Nói chung là ông cũng không dám nói bất cứ điều gì hết, tại vì đó là những người lãnh đạo thì họ nói cho có thôi. Nhưng quý vị sẽ nhìn thấy Tổng thống Trump sẽ đánh ông Tập Cận Bình và Trung Cộng tơi bời hoa lá luôn. Và không chỉ như vậy mà chiến tranh ở khắp mọi nơi, từ Israel cho đến Ukraine đó quý vị biết, ngay cả bên Israel quý vị, sáng ngày hôm nay Hamas, chúng ta biết được thông tin là đã tuyên bố là chấm dứt chiến tranh, là ngừng bắn, tuyên bố hết tất cả, ngừng hết tất cả luôn quý vị. Sau khi mà Tổng thống Trump chiến thắng thì làm thế nào mà ông Trump ổng lại là người bắt đầu chiến tranh đủ thứ hết? Đừng gieo rắc những cái điều này đây. Xu Nha nói thật, không biết quý vị có tin vào mình nói cái gì mà khi mà quý vị mà nói mà không đúng sự thật á quý vị, khi mà quý vị vu khống một cái người nào đó thì quý vị sẽ bị một cái điều gì đó nó xảy ra quả báo hả, cái một cái điều như vậy đó. Cho nên là mình không nên vu khống. Dù Xu Nha nói thật, Xu Nha không thích ông Joe Biden, Xu Nha không thích bên phía Cộng sản Dân chủ hay bà Kamala, nhưng mà Xu Nha không có vu khống. Nếu như mà họ không có làm thì mình không cần phải vu khống, đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại, Đảng Cộng sản Dân chủ, quý vị thấy là bọn chúng lôi Tổng thống Donald Trump ra kể từ năm 2015 để mà vu khống, bôi nhọ thanh danh, chửi bới, rồi tung bản cáo trạng, rồi đưa vô nhân quả. Dạ đúng rồi, đưa vô trong karma, yes, đưa vô trong tù, đòi tấn ổng vô tù, rồi nhất là những cái bà mà bay ra 30 năm về trước nói là ông Trump tấn công tôi. Rồi quý vị sẽ thấy là những người đó đó quý vị nhìn xem gương mặt của họ đều là những gương mặt buồn bã, mà những gương mặt mà mình nhìn mình cảm thấy thôi khỏi cần phải bói toán cuộc sống của họ. Mình cũng biết 4 năm tới đây sẽ là 4 năm đen tối. Và đây, một trong những con số mà Xu Nha muốn chia sẻ với quý vị, đây là một cái hình ảnh mà Xu Nha có được vào ngày hôm
vào ngày hôm qua. Và đây quý vị nhìn cái đám đi biểu tình, trời ơi, hình ảnh ở đây còn nó còn nhiều đông hơn, cũng khá là đông đó nha quý vị, khoảng hàng trăm ngàn người đi biểu tình. Thật là tội nghiệp quá quý vị. Đây cầm đây quý vị có thể thấy là cái số lượng người cũng đông đó quý vị thấy không ạ? Hàng ngàn người có. Oh my gosh, tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Hey, Chicago, Illinois, mới tối ngày hôm qua thôi quý vị, kéo nhau đi biểu tình. Nếu mà không thích đất nước này, không thích ông tổng thống này thì đây một cái vé máy bay free free ticket, một đi không trở lại, goodbye my love. Đúng không quý vị? Tại vì Xuân Nha thấy là những người này họ không có yêu thương nước Mỹ gì chân, thì ở đây làm chi cho 4 năm vậy, đau khổ rồi mặt mày nhăn nhó rồi thêm những vết nhăn. Và một hình ảnh nãy hồi nãy có một quý vị nhắc đến bà Nancy bể lốp xe, để quý Xuân Nha chia sẻ với quý vị hình ảnh của Nancy bể lốp xe. Thì chúng ta mới vừa biết được thôi, Nancy bể lốp xe hôm qua cũng buồn bã lắm quý vị, cái mặt của bà mà xin nhờ để đây, trời ơi nhìn mặt Nancy bể lốp xe tội nghiệp quá, nhưng mà cũng thôi kệ. Đây bà đi tham dự cái ngày mà bà Kamala chính thức có cái bài diễn văn để mà đầu hàng đó quý vị, đầu hàng tổng thống Trump và chúc mừng cho tổng thống Trump đã chiến thắng. Trời ơi nhìn mặt của bà mà bà khóc quý vị, bà mũi lòng quý vị, tại vì tại vì giờ đây thì chúng ta biết là Nancy bể lốp xe, coi như là bà không còn cơ hội nữa, bà không còn cơ hội để mà nắm quyền lực là chủ tịch hạ viện gì nữa cả. Đấy, nhưng mà bà này đây quý vị, rất nhiều tội nha quý vị ơi. Bà này đây là cái ủy ban điều tra ngày 6 tháng 11. Oh my goodness quý vị, những người tù nhân chính trị ở bị bỏ tù 4 năm vừa qua ở ngay vào cái ngày 20 tháng 1, ngày hôm nay chúng ta phải trở lại và giải cứu cho họ, những người tù nhân chính trị đã bị bắt bỏ tù bởi cái bà này đây. Đấy, ngày hôm nay bà miếu mó, nhìn bà giống như có vẻ không để bộ răng của bà vô hay sao. Anyway, hôm nay là một ngày rất là vui quý vị, và Xuân Nha hôm nay thông tin mà Xuân Nha gửi đến quý vị đó là Tổng thống Donald Trump cũng đã đạt được số phiếu là 312 phiếu, cho nên chúng ta không cần phải đếm nữa, và phía Cộng sản Dân Chủ họ đang bị thua, mà thua thảm bại, thua mà phải thua phục luôn đó quý vị. Thua phục luôn là không có còn chối cãi gì nữa cả, rằng Donald Trump đã chiến thắng bà Kamala Harris. Đây quý vị có thể nhìn thấy last update cuối cùng là vào tối ngày hôm qua là Donald Trump đã giành được 312 số phiếu. Đấy, quý vị thấy không ạ? Đó, đây Donald Trump, đấy gương mặt vị Tổng thống tuyệt vời của tất cả chúng ta. Và Tổng thống Trump đã thắng được luôn cả Nevada và Arizona. Yes, yes. This is amazing quý vị. Đây những cái điều này đây á, khi mà chúng ta nhìn vào và một đây đó Nevada với lại Arizona, xin nhắn cho quý vị đấy. Quý vị ơi, khi mà quý vị nhìn vào bản đồ này, quý vị nhìn thấy cái gì trước tiên ạ? À? Một màu đỏ, nó đỏ lồm, đỏ lét, đỏ chét. Cho quý vị thấy nè, trời đỏ như thế này đây, đỏ như vậy thì làm sao mà năm 2028 hả quý vị? Trời ơi, sao quá, Xuân Nha tính không tới. Làm sao mà 2028 bên phía Cộng sản Dân Chủ họ có thể đánh bại được cái bản đồ này đây quý vị? Nó đỏ tuyệt đẹp luôn Xuân Nha. Bây giờ thích màu đỏ lắm quý vị. Vâng, bây giờ quý vị biết là Tổng thống Trump mà bước vào tòa Bạch Ốc thì quý vị sẽ thấy là những người mà cử tri mà potential nha quý vị, potential voters, cử tri có tiềm năng của đảng Dân Chủ trong tương lai sẽ không còn ở đây nữa, bởi vì họ sẽ được đưa trở về đất nước của họ và họ sẽ bắt đầu trở lại bằng một cách hợp pháp. Những người nhập cư đó họ sẽ được đưa vào nước Mỹ và họ phải sẽ được đưa ra khỏi nước Mỹ, bị trục xuất và được đưa trở lại một cách hợp pháp, nhất là hàng ngàn những người Trung Cộng đã đi vào cái vùng biên giới Mỹ-Mexico. Nếu như quý vị nào mà đang trên đường đi đến nước Mỹ qua vùng biên giới thì Xuân Nha nghĩ là quý vị nên U-turn, là quay đầu về để mà đi vào nước Mỹ một cách hợp pháp. Bởi vì Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái ông mà trước đây á quý vị, là ông đã lo về DHS là Bộ An ninh Nội địa, thì khi mà ông được phỏng vấn ở trên đài CNN thì CNN hỏi là ủa nếu mà những người đây, xin nha chia sẻ quý vị cái này, quý vị chuẩn bị cười nha. Nếu mà quý vị không cười thì Xuân Nha tự thọ lét cười, tại Xuân Nha kể chuyện cười nhiều khi nó không vui.
thì cái ông này quý vị, ông sẽ trở thành cái người đứng đầu hết là leader của Bộ An ninh Nội địa. Thì khi mà ông được CNN hỏi rằng là ủa, nếu mà những người nhập cư bất hợp pháp bây giờ họ đến Mỹ và họ đã sanh con ở đây rồi, tại vì vấn đề sanh con là để họ có được cái sợi dây mà gắn kết họ với lại nước Mỹ ở đây, thì họ nói nếu mà họ những người nhập cư bất hợp pháp sanh con rồi thì làm thế nào, ông giải quyết làm sao cho những người đó, thì ông nói rằng là thì cho họ đoàn tụ với nhau và trục xuất hết luôn. Trời. Cho nên quý vị ơi, nếu như mà quý vị mà biết ai hay là những người nhập cư bất hợp pháp mà muốn sanh con, cố tình sanh con rồi muốn ở đây á quý vị, thì quý vị đừng nghĩ rằng có con là sẽ không không con quý vị sẽ được ở đây. Những trường hợp năm 2016 á quý vị, là Tổng thống Trump còn nhẹ tay với tình hình những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng năm nay nè quý vị, năm nay thì cái ông mà đã trước đây làm việc dưới chính quyền của Tổng thống Trump, giờ đây ông sẽ trở lại và họ sẽ mạnh tay hơn nữa. Cho nên là quý vị nên rất là cẩn thận về cái vấn đề mà nhập cư. Nhưng ngược lại, những quý vị nào đang chờ đợi trên giấy tờ nhập cư hợp pháp thì chắc chắn luôn quý vị là quý vị sẽ được xem xét kỹ lưỡng, quý vị sẽ được đưa lên hàng đầu hết, thay vì 4 năm vừa qua quý vị bị đưa xuống cái hàng bét và không được xem xét những cái hồ sơ như thế này. Và một điều Xuân Nha muốn chia sẻ thêm với quý vị nữa là trong vòng từ bây giờ cho đến ngày 20 tháng 1 thì Tổng thống Trump làm cái gì? Và bên phía bà Kamala và ông Joe Biden họ làm cái gì? Thì rất là đơn giản thôi quý vị. Tổng thống Trump bây giờ rất là bận rộn với ông tỷ phú Elon Musk và ông RFK là Robert F. Kennedy Jr. Thì những người này đây họ sẽ chuẩn bị nội các cho Tổng thống Trump. Bây giờ tới cái ngày 20 tháng 1, Tổng thống Trump tuyên thệ quý vị là ngài sẽ rất là bận rộn, là phải chuẩn bị nội các của mình, chọn ra những người đáng tin cậy để mà đưa vào những cái vị trí quan trọng. Để mà khi hàng ngày 20 tháng 1, một khi mà Tổng thống Trump bước vào quý vị, thì ngài sẽ làm việc ngay lập tức luôn, là cái nội các của ngài là chuyển ra, là tung ra, là bắt đầu đi dọn dẹp cái đống rác của Joe Biden, Kamala và Đảng Cộng sản Dân chủ. Còn về phía bên kia, Đảng Cộng sản Dân chủ, Kamala và Joe Biden họ làm gì? Họ sẽ cuốn gói ra đi. Ai, thật là tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà thôi, tội nghiệp cũng mặc kệ, tại vì 4 năm qua chúng ta cũng đã khổ sở lắm rồi. Nhưng mà Sinh Nha muốn muốn chia sẻ thêm nữa là bên phía của Cộng sản Dân chủ, quý vị, nhất là Kamala và Joe Biden, từ bây giờ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 thì quý vị biết họ sẽ tìm mọi cách đốt hồ sơ, che giấu tất cả mọi thứ. Sinh Nha không biết, nhưng mà Sinh Nha có cảm giác là họ sẽ làm những điều đó. Có nghĩa là họ sẽ dọn dẹp cái đống rác của họ trước khi Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc, quý vị, và trước khi Donald Trump tiễn họ lên đường. Yeah. Bye bye. Bye bye Kamala. Bye bye Joe Biden. See you never again. Oh yeah. Đây là cái ngày mà chúng ta không thể nào quên được, và nhất là Sư Nha muốn nhìn thấy Kamala để xách cái đống rác của bà đi ra ngoài với lại Joe Biden. Cái hình ảnh dọn dẹp này đây, cho nên bây giờ Kamala với lại Joe Biden họ cũng tội nghiệp lắm, là bởi vì phải dọn dẹp những gì mà họ đã tham nhũng hay lạm dụng quyền lực hay tất cả mọi thứ, quý vị. Đấy, họ phải dọn dẹp cho sạch. Nhưng mà tại vì quý vị nghĩ xem, khi mà quý vị bày ra rác đó quý vị, khi mà quý vị, nhất là những cái vấn đề liên quan đến Tổng thống Trump và cái ngày 20 tháng 1 năm 2021. Rồi đây quý vị sẽ thấy những thành phần biện lý quận như là Alvin Bragg, từ Georgia cho đến New York cho đến những tiểu bang mà tấn công Tổng thống Trump. Những thành phần đó họ nghĩ rằng là họ sẽ giống như âm thầm mà hạ cánh an toàn. No way. Rồi đây quý vị sẽ thấy Tổng thống Trump sẽ mang ra luôn cả những thành phần binh lính đó quý vị. Nào là ông gì ông công gì sinh nhau quên tên này, nhưng mà những thành phần mà tham gia vào cái cuộc rút quân khỏi Afghanistan thất bại, thì những thành phần trong quân đội, những cái người đó trong không phải bộ tư pháp quý vị, ở bên phía quân đội họ cũng sẽ bị mang ra điều tra, chứ họ không có được bình yên đâu, bởi vì Tổng thống Trump không để cho họ yên đâu. Và đó là lý do họ rất là sợ hãi, quý vị, họ đang rất là lo sợ vô cùng. Và một trong những hình ảnh mà Xuân Nha muốn gửi đến quý vị liền ngay lập tức là đoạn video. Cái này không phải là của Fox News đâu quý vị, mà khi mà CNN công bố rằng Tổng thống Trump đã giành được chiến thắng, trời ơi nó hạnh phúc vô cùng khi chúng ta nhìn thấy rằng chính CNN thông báo là Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của đất nước Hoa Kỳ. Yes, và
ông tuyên bố rằng là đây là một cái sự kiện bầu cử tổng thống lịch sử, quý vị. Oh my goodness, this is so amazing. Thì quý vị có thể thấy là khi mà chúng ta nhìn vào cái khi mà chúng ta nhìn vào cái chiến thắng này đây của tổng thống Trump, quý vị, thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng tổng thống Donald Trump của chúng ta có được ngày hôm nay đâu phải dễ dàng đâu, quý vị. Trời ơi, phải lên ruộng xuống ao hả quý vị? Mình nói là như vậy, nhưng mà tổng thống Trump đã bị bọn chúng mà tấn công mà tơi bời hoa lá hẹ luôn. Nhưng mà ngày hôm nay ngài cũng đã giành được chiến thắng. Và đây là CNN, đây xin nhà để cho quý vị xem. CNN đã chính thức tuyên bố rằng Donald Trump đã trở thành tổng thống. Chỗ xin nhà nghĩ khi mà mấy người mà bên dân chủ họ xem chắc họ cũng country and now is on track to win the popular vote as well, something he failed to do in his previous two presidential runs. Donald Trump returns to the White House, the president-elect pulling off potentially the biggest political comeback in American history. Remarkably, Trump made significant gains in nearly every demographic group across the country, and now is on track to win the popular vote as well, something he failed to do in his previous two presidential runs. Donald Trump returns to the White House, the president-elect pulling off potentially the biggest political comeback in American history. Remarkably, Trump made significant gains in nearly every demographic group across the country, and now is on track to win the popular vote as well, something he failed to do in his previous two presidential runs. Donald Trump returns to the White House, the president-elect pulling off potentially the biggest political comeback. Là những lời mà bên phía dân chủ mà họ xem mà họ nghe thì nó rất là đau lòng, quý vị. Bởi vì tất cả những lời mà ông nói từ cái đài CNN, và ông này đây là một người dẫn chương trình kỳ cựu vô cùng luôn, rất là đáng tin cậy bên phía dân chủ, nhưng khi mà ông thốt lên những lời rằng là sự trở lại của Donald Trump lần này là một chiến thắng lịch sử dành cho nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống. Và ông còn nói thêm nữa là Donald Trump đang trên đường chiến thắng những cái lá phiếu đại cử tri. Và đại cử tri và phiếu phổ thông nữa, xin lỗi quý vị. Phiếu phổ thông là trên quý vị thấy là ở trên cái bản đồ này đây, phiếu phổ thông là cái số lượng cử tri đầu người đi bầu cho tổng thống Trump. Ngài đang được 72.734.146. Còn bà Kamala được 68.049.757. Và một trong những thông tin mà Xuân Giang muốn chia sẻ với lại quý vị ở đây, để quý vị có thể biết được rằng là lý do tại sao 2020 Joe Biden giành được chiến thắng, và cái vụ việc này đây cần phải được điều tra, quý vị. Khi những con số, xin chia sẻ với quý vị cái con số này đây, và chúng ta cùng nhau nhìn vào cái con số này để biết rằng lý do tại sao Joe Biden lại có thể chiến thắng năm 2020. Đây quý vị thấy, 2004, 2008, 2012, thì 2 năm của ông Obama, quý vị thấy là số lượng phiếu mà được đi bỏ, quý vị, tổng cộng luôn nha, tất cả đó là 129.446.839, đúng không ạ? Tự nhiên tới ông Joe Biden nó đùng một cái, tự nhiên đâu mà kiếm ra dân số mà năm 2020 lại bầu lên đến đây, quý vị có thể nhìn thấy 2020 kiếm đâu ra dân. Xin nhà bấm lại cái đây. Khi mà quý vị thấy 2020 155.507.476 phiếu đã được kiếm đếm đó, quý vị, đi đâu kiếm ra, trong khi năm 2024 này đây nè quý vị, chúng ta có chỉ có 129.347.671 phiếu. Tức là năm của ông Joe Biden, trời ơi, ông nhận được hơn 20 triệu phiếu, đi đâu kiếm 20 triệu phiếu cho Joe Biden. This is insane. Trời ơi, quý vị, 20 triệu phiếu. Nếu như mà tổng thống Trump mà giao phó nhiệm vụ điều tra về cái năm 2020, quý vị, thì chắc chắn một điều luôn là sẽ có những cái thành phần sẽ phải đi ngồi đếm lịch. Xin nhà bảo đảm quý vị luôn. Và những ngày tháng sắp tới đây sẽ có rất nhiều những thành phần đi ngồi đếm lịch, bởi vì họ đã bán nước, quý vị. Họ là những người không chân chính. Vâng, và ngày hôm nay thật là vui, quý vị, khi mà chúng ta biết được rằng tổng thống Donald Trump chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa thôi là sẽ trở lại tòa Bạch Ốc. Đây là niềm vui của tất cả chúng ta trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới. Và đây là hình ảnh cuối cùng mà Xuân Nha gửi đến quý vị, đó là ở ngay tại nước Polish, ở ngay tại hạ viện của họ, quý vị, thì họ cũng đã ăn mừng chiến thắng khi mà biết được tin là Donald Trump đã giành được chiến thắng, trở thành tổng thống của nước Mỹ. Đây quý vị nhìn, ở ngay tại Poland là đây, chờ sự nhầm một chút xíu, ở ngay tại Poland họ cũng đã ăn mừng tổng thống Trump.
Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Đấy, kêu tên có Tổng thống Trump đó quý vị. À, thật là đẹp vô cùng. Và đây một hình ảnh khác nữa là sáng nay Xuân Nha có được, Xuân Nha rất là muốn chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp lắm, là ở ngay tại trường quân đội đó quý vị. Đây Xuân Nha chia sẻ với quý vị ở đây là Xuân Nha muốn quý vị nghe tất cả mọi người đều theo dõi cái cuộc bầu cử vừa qua, và ở ngay tại trường Military University của Virginia thì họ đã sẽ theo dõi cái cuộc bầu cử, và quý vị nghe cái phản ứng của những người đã xem trực tiếp như là chúng ta đây. Đấy, đây là hình ảnh Xuân Nha để lên cho quý vị. Xuân Nha để tiếng cho quý vị nghe luôn. Chờ Xuân Nha một phút thôi. Mang cái màn hình đó ra. Đây, quý vị nghe nha. Yes, quý vị, đây là những hình ảnh mà tất cả chúng ta, quý vị có thấy không ạ? Yeah, họ đang ở trong trường học đó quý vị, mà họ là những người lính tương lai của nước Mỹ, nhưng mà họ theo dõi trực tiếp rồi xong rồi cái họ nghe được tên của Donald J. Trump, tự nhiên họ la lên yeah. Thank you anh Kiệt, oh la la, trời tự nhiên lấy họ của tôi, oh la la vậy nè. Yeah, thank you, I love you, I love you all. Quý vị ơi, ngày hôm nay Xuân Nha cũng sẽ tiếp tục cập nhật thật nhiều những thông tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump, cũng như chiến thắng vang dội long trời lở đất của tất cả chúng ta. Xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Ngày hôm nay và cả 4 năm sắp tới đây sẽ là những năm sáng ngời, rạng ngời nhất của tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta đã giành được chiến thắng quý vị. Đây là chiến thắng chúng ta không mong đợi. Và xin quý vị đừng quên, hãy tạ ơn bất cứ người nào, bất cứ Thiên Chúa, Đức Phật, tất cả mọi người. Hãy tạ ơn quý vị ơi, hãy biết ơn. Chúng ta sống lúc nào cũng phải biết ơn, bởi vì khi mà chúng ta sinh mà chúng ta có được thì chúng ta phải biết cảm ơn, phải biết tạ ơn. Vâng, và đó là những thông tin ngày hôm nay Xin Nhà gửi đến quý vị. I love you all. Xin Nhà hẹn gặp lại quý vị trong chốc lát nữa đây thôi, là chúng ta sẽ có những thông tin và Xin Nhà muốn gửi đến quý vị những hình ảnh của Tổng thống Donald Trump của tất cả chúng ta. Yeah, Donald Trump is becoming the president 47 of the United States of America. Yeah, yeah, woohoo, yeah, 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 yeah. Donald Trump returns to the White House, the president-elect, pulling off potentially the biggest political comeback in American history. Remarkably, Trump made significant gains in nearly every demographic group across the country, and now is on track to win the popular vote as well. Kính thưa quý vị, tôi biết, trong cuộc chạy đua nào thì cũng có kẻ thua người thắng, và người vui, kẻ buồn. Và những ủng hộ viên cho bên thua cuộc thấy thất vọng, lạc lõng, chán chường, đó cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, tôi thấy một số bạn trẻ thời nay quá dư thừa cảm xúc, làm như chuyện ông Trump đắc cử là ngày tận thế. Và trước khi chúng ta xem qua một vài phản ứng đó, tôi muốn cập nhật cho quý vị biết tình hình đếm phiếu như thế nào rồi. Kính thưa quý vị, tuy những phiếu đếm chưa hoàn tất 100%, nhưng chúng ta đã có con số chính thức rồi. Và con số cuối cùng là ông Trump được 312 phiếu đại cử tri, và bà Harris chỉ được 226 phiếu. Còn về phiếu phổ thông thì có lẽ ông Trump sẽ dẫn từ 2 đến 3 triệu phiếu. Tại Cali, bà Harris chỉ dẫn ông Trump có 17 chấm, trong khi năm 2020 ông Biden dẫn ông Trump đến gần 30 chấm. Và tại New York, bà Harris chỉ dẫn ông Trump có 11 chấm, trong khi ông Biden dẫn ông Trump đến 23 chấm. Đây phải nói là thể hiện tệ nhất của đảng Dân Chủ tính từ năm 1988 đến nay. Và nếu chúng ta đem so sánh với cuộc bầu cử năm 2016 thì bà Clinton nhận được 232 phiếu đại cử tri, nhiều hơn bà Harris 6 phiếu. Còn ở Hạ viện thì bên Cộng hòa đang nắm 212 ghế so với 197 ghế của bên Dân Chủ. Và theo xu hướng hiện tại thì Cộng hòa đang có 90% để nắm lấy đa số. Và theo dự định thì bên Cộng hòa sẽ nắm đến 222 ghế, nghĩa là dư đến 4 ghế trên số ghế cần thiết. Đây phải nói là một thế đa số áp đảo. Tại Thượng viện thì đảng Cộng hòa đã giành được 3 ghế của đảng Dân Chủ, và hiện tại họ đang giữ 52 ghế so với 45 ghế của bên Dân Chủ. Vẫn còn 3 ghế đang được đếm phiếu.
ở tại tiểu bang Pennsylvania hiện tại là bên Cộng hòa đang dẫn. Ở Nevada, Cộng hòa cũng đang dẫn. Và ở Arizona, Dân chủ đang dẫn. Nghĩa là bên Cộng hòa còn có thể giành thêm 2 ghế nữa. Con số có thể lên đến 54 ghế. Đây đúng là một cuộc càn quét từ Hạ viện đến Thượng viện và cả đến bên hành pháp nữa. Và bây giờ chúng ta hãy xem phản ứng của các bạn bên Dân chủ khi biết là ông Trump sẽ đắc cử làm Tổng thống Hoa Kỳ. It's time to go to bed. None of us are stressed about the election, right? It's all, we all are gonna just go have the best night. I'm done with you. I'm just done with all of this. It's not gonna happen. Go, go. And I chose family. Let's end this reign of terror now. I chose family. I chose women. I chose America. I'm moving on. We're moving on. Like scared. Like we're scared for our lives. We're scared for our friends. Like you have pro-life women dying because their doctors are scared to treat them. How did we get here? How did we get here? To know that there is that much ignorance and that much hate in this country, it's so terrifying. Why? 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 Do you really hate me that bad? I'm sorry. No, 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 no. Thật tình, các bạn này làm quá. Đâu phải là ngày tận thế gì đâu trời. Ông Trump đã làm tổng thống một nhiệm kỳ rồi. Mọi việc đâu còn đó. Các bạn đừng bi quan quá. Trong khi một số bạn tại Mỹ bị khủng hoảng tinh thần, than khóc ỉ ôi, thì bên kia bờ đại dương lại có một nhóm người rất vui vẻ và hoan nghênh sự chiến thắng của ông Trump. Breaking news here in batshit bonkers Britain, where for many of us Trump-supporting, freedom-loving individuals, it's the best day ever. It couldn't be better here. Looks like Trump won the popular vote, looks like he's got the House and the Senate, and it looks like most of the swing states have gone red as well, and Georgia by 200,000 votes. I mean, truly, truly, one of the best days ever. God bless Donald J. Trump, and God bless the United States of America. Trong khi đó, các nhà tỷ phú doanh nhân của Mỹ như ông Jeff Bezos, nhà sáng lập ra công ty Amazon, và Mark Zuckerberg, chủ của Facebook, đều lẹ làng gửi lời chúc mừng đến ông Trump. Đại chúc mừng cho vị tổng thống thứ 45 và bây giờ là tổng thống thứ 47 của chúng ta. Quả nhiên là sự trở lại ngoạn mục và một sự chiến thắng rõ rệt. Ông Bezos nói, không có nước nào có những cơ hội lớn lao như vậy. Chúc mừng đến tổng thống Trump. Quả là một chiến thắng thuyết phục. Chúng ta có rất nhiều cơ hội lớn. Quốc gia của chúng ta sẽ có nhiều cơ hội lớn ở phía trước. Ông Zuckerberg nói, tôi đang rất mong đợi để làm việc với ông và chính quyền của ông. CEO của công ty Apple, ông Tim Cook, cũng gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump và cũng đang mong đợi để làm việc với chính quyền của ông. Và một nhóm quyền lực, bao gồm các tổng giám đốc của những tập đoàn lớn của Mỹ như JP Morgan, Walmart, Google và Pepsi, cũng gửi lời chúc mừng đến ông Trump. Tỷ phú Mark Cuban, người mà đã đích thân ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Harris, cũng là một trong những người đầu tiên chúc mừng ông Trump. Chúc mừng ông. Ông thắng một cách rất công bằng. Và cũng chúc mừng ông Elon Musk. Và tiện đây, tôi phải nhắc là ông Elon Musk là tỷ phú hàng đầu của Mỹ và là một trong những người có công lớn nhất cho sự chiến thắng của ông Trump. Ông ta đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc để đi vận động cho ông Trump.